là 2 năm rồi đó. 2 năm rồi. Chứ mà lúc có chưa có bệnh lận mà. Hiện nay gần 11 giờ và công trình vẫn đang tạm ngưng. Lý do là sáng ngày hôm nay thì trời mưa dầm, mưa cả tối đêm hôm qua. Và hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy sau lưng Bùi Hồ và các anh em đây, đây là 5 đứa trẻ cùng với ngoại của mình, từng sống trong một cái ngôi nhà mục nát, mưa tạt gió lùa. Hôm nay cũng vậy. Tuy nhiên hôm nay hình ảnh này các anh em mình lại bắt gặp được dưới một cái mái chòi dựng tạm bờ như thế này đây. Và tối hôm nay thì tối hôm qua thì mấy bà cháu cũng ngủ ở dưới cái mái chòi này. Tuy nhiên vài ngày nữa tới đây á thì các bà cháu sẽ thoát cái cảnh sống mà cơ cực như thế này. Vì được sự chung tay giúp đỡ của cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, một chiếc giường nhỏ cho cả 6 bà cháu tá túc những ngày các anh thợ xây dựng. Và đến đây thì ngoài có các cháu cũng đi chợ mới về. Dạ con chào cô. Dạ chào chú. Tối mình ngủ ở đâu hả cô? Tối đây ngủ đây nè. 6 bà cháu ngủ chung luôn. Rồi sắp sao ngủ hết. Ngủ ngang. Ngủ ngang ngủ sao đâu, nằm cho coi rồi. Đấy, làm gì đó đó. À. Còn hồi tối này mưa có tạt không? Dạ không. Không có tạt. Dạ không có tạt, tại vì không có gió đó. Dạ. Sợ gió thì tạt cô đây. Dạ. Rồi cái cảm giác ngủ ở đây nó khác so với cái khác cảm giác ngủ ở nhà cũ không? Thì nó khác hơn, tại vì chật quá thì đó, nó ngủ lắc mình còn êm rồi mình nó nhắm mắt vậy nó có vậy có ngủ ghê gì, tại vì quen ngủ rộng rồi cái ngủ chật á. Không có nhờ bà Út nó kêu qua bà anh ngủ chứ nó không chịu đi. Ngủ với bà ngoại thôi. Thì có một cái giường mà tôi sắp xếp 6 bà cháu lên trên cái giường. Dạ. Nhưng mà cô ngủ ở đây thì cô thấy nó vui không? Vui chứ. Nó cái tâm thế bây giờ ngủ nó khác rồi. Dạ. Trước đây thì mình ngủ nhà cũ thì không biết khi nào mình có được ngôi nhà mới. Dạ. Mình chỉ cần tá túc ở đây vài ngày nữa thì các anh thợ làm xong thì mình sẽ dọn vô nhà mới. Dạ. Nó sẽ khác rất là nhiều. Mặc dù là chật tí xíu, mặc dù là bị mưa tí xíu, nhưng mà nhớ lại cái cảnh lúc trước thì mình còn thấy nó đỡ hơn. Dạ. Vì được mọi người, cô bác quý anh chị quan tâm với nhau, chung vứt sức với nhau để mà hỗ trợ cho mấy bà cháu. Đó, các bé có nói khi nào được nhà mới mừng gì không cô? Nó mừng á. Xúm ra nó hơi chừng nào được nhà mới ngoại rồi cái nói để chừng nào mới ông với chú mừng xong rồi mới có nhà mới còn ở đây. Lâu hơn ngoại đó, có đó con ngoại chưa có biết nữa con ơi. Thì cái đó giờ tới đó con ngủ phòng, con ngủ đóng cửa lại phòng sợ mới đóng đi. Cái đó là mấy cháu hỏi bà như thế đó hả? Dạ, nó hỏi, bà nói con nghe cái mấy ông chú nó nói gì, có phòng vậy đó, ướt hết trơn rồi. Cái đó thì như phòng có cậu hai mày cái bên vậy đó, rồi cái đó, phòng vậy hả, vậy ngủ con đóng cửa, anh sợ mày đóng đi. Đóng rồi cái ở đó ma nhắc mày thích nghĩ bà nội mày luôn ở đó, mày đóng phòng đi. Nói, ủa sao đóng phòng ma nhát ngoại, nói thì mày đóng bít tao vô không được thì ma nhát. Nó cười. Thôi lui xuống. Cho rồi. Nó còn cái chổng này là nguyên vẹn nhất quá. Ừ. Chứ phải cái lấy cái chổng cũ chắc nó sập luôn. Ừ. Nó kêu người ta mua kem á, hai cái hai ngạo mà. Sáng nay kem. Mình ăn cơm gì cô? Hồi nãy ra tiệm mua trứng kìa. Mua trứng hả? Được bao nhiêu tiền mua trứng? Trứng là hình như 5 trứng là hình như 25.000. Trứng 5.000. Dạ. Mình ăn nguyên ngày hay một buổi? Rất còn buổi à. À. Hồi bỏ vô nồi cơm luộc chậm nước làm nước mắm đó. Dạ. Cho nó cha cái dạ. Chiên nó ăn hào lắm. Tối là cứ nằm ngang với nhau là nằm giống như là cá mồi vậy á, xếp xếp nhau ngủ. Rồi tôi phải nằm giữa, tại vì hai thằng này với thằng này ngủ chung nhau đó, đụng cho nó quánh lộn. À, hai bạn trai này là xéo sắc đúng không? Dạ, phải nằm giữa vậy, thằng nằm đây, thằng nằm đây vậy đó. À, hồi tối đây mưa lớn không cô? Rồi mưa lớn. Rồi mình trong cái chòi nhỏ bé như thế này rồi có bị tạt không? À, hơi sặc chút xíu thôi chứ không có tạt luôn. À, cái chòi này là hôm qua là các anh thợ là che tạm lại cho cô ở. Dạ, ha. Dạ. Các anh thợ thấy cũng tinh tế ha. Nếu mà không che như thế này thì không biết đêm tối này thì các bà cháu ngủ ở đâu? Cho nó ngủ nhà bà Út đó. Các anh thợ là có nghĩa là dỡ nhà giùm luôn rồi che giùm luôn. Che dạ. Lại cái chòi như thế này luôn.
Tại biết sao không ngập, Út chúng ta ngủ, ta tối đóng cửa bính rồi nó nhiều khi đi đi tiểu đêm đó. Hai bạn ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi kế bà ngoại. Đàng hoàng để mấy chú nói chuyện. Cái nó chạm hoặc đi mệt chứ có đâu nữa. Bảo mấy là mấy chú không cất nhà luôn á. Ừ. Bạn nào hỏi nhà mình chừng nào cất rồi cô? Bạn nào hỏi? Nè. Bạn này là bạn quậy nè đúng không? Lạnh lắm á. Bạn cô nói là bạn gì? Bạn này hả? Tên Dậu. Dạ. Tên Dậu. À còn có tên khác là tên Quậy gì đúng không? Tên khác La. Thằng La thằng này nè. La. La này Dậu. Cái này là tên ngoại kêu Dậu, còn chỗ khai sinh nó tên Hạnh. Dạ. Dậu. Trời ơi nhìn mấy đứa nó co gút mà không có mẹ mà ở dưới bà ngoại, không có ba ở ngoài ngoại, mình nhìn giống như là gà mà lạc mẹ vậy á. Dạ, tôi trả bộ tôi hỏi tôi coi nó có nói trả lời như thế nào đó. Mai mốt ngoại có nhà mới thì khi mẹ con về con mẹ vô không lắc cái đầu lia lịa vậy đó. Đấy. Nhìn giống như gà con lạc mẹ hôm qua mà cái hình ảnh cái anh em thấy á, khi mà dỡ một cái ngôi nhà mấy con gà mắt con gà mẹ đi, cái mấy con gà con á cái nó kêu nhéo cái mới đem lại con gà mẹ thì nó mừng lắm. Và bây giờ nhìn hình ảnh này các bé nó giống như vậy luôn á, tụi nó nhỏ nó đâu có biết tìm mẹ nó đâu mà nó cũng rất là hồn nhiên luôn. Nên thành thử là đây là một cái hình ảnh khá là thương. Trời mưa gió như thế này anh em mình mới ghi hình được chia sẻ cho cô bác anh chị thôi. Chứ những cảnh như thế này thì cô Út cũng chịu khá là lâu rồi. Phải nói là bao nhiêu năm rồi cô Út? Bao nhiêu năm thì chịu mưa gió rồi? Ôm cháu chạy á? Là 2 năm rồi đó. 2 năm rồi. Chứ mà lúc có chưa có bệnh lận mà. Cái chừng cứ bệnh rồi cứ gửi cho bà mợ đó thì nhà người ta bít kính thì nó cũng không chịu ngủ, nó có đòi ra ở đây ngủ không á, rồi cứ biết sao ra đây thì nó muốn tè muốn đái chắc nào nó tự do. Còn nhà người ta thì đóng cửa bít hết trơn rồi cứ mỗi lần đái thì nó hơi khó khăn vậy đó. Rồi hồi tối này việc tắm rửa vệ sinh sao ở chỗ đó đúng không? Dạ có nhà vệ sinh. Rồi sáng nay gia đình mình có ăn sáng không? Thì có ăn rồi, hồi nãy em chưa mua luôn đứa cục xôi ăn rồi. Đứa cục xôi. Cục xôi nhiêu tiền? 5 ngàn. Mỗi bạn có được cục xôi. Vậy chứ nó không ăn hủ tiếu đó. Hủ tiếu 5 ngàn ta cũng bán cho nó ăn vậy. Con cái đông nhiều thì cũng khổ lắm. Ngày xưa thì có một cái câu đó là trời xanh voi xanh cỏ. Có nghĩa là mọi người cứ y lại rằng là ruộng đất càng nhiều, cá càng nhiều thì cứ xanh trời dưỡng. Tuy nhiên ở thời đại 4.0 như thế này á, không được đi học đã khổ rồi. Ra đường thì cũng không biết làm gì. Nói chi là tiền sữa rồi tiền tả rồi tiền bệnh hoạn, tiền y bác sĩ, tiền chăm nuôi đủ thứ tiền. Nên là nữ là việc đẻ con nhiều bây giờ đến thời điểm giờ nó phải nói chăm một đứa con rất là gian nan chứ không phải giống như ngày trước đâu. Mà bây giờ một mình bà ngoại mà ôm 5 đứa cháu như vậy. Gặp cái cảnh tụi nhỏ đứa này nó chạy mũi, đứa kia nó ho, đứa nhỏ nọ nó khò khè, đứa kia nó đè dầm. Thôi trời ơi, nghĩ lại cái cảnh tượng thôi là mình thấy nó đã bi đáp đau thương rồi. Có khi nào mình cảm thấy mình buồn lắm không cô Chính? Buồn thì buồn, trời ơi, họ biết nói với ai bây giờ. Thấy có người ta có con, có cháu ta lo. Trời ơi, cái thấy có người thì đứa cháu nhỏ nhỏ thấy mẹ dẫn đi học nữa cái nọ, mình cũng tuổi tội nghiệp cho cháu. Đi thì đi học một mình, về cũng một mình, không có người nào đưa rước hết trơn. Khi mình hồi trước tôi không có bệnh á, tôi hay đi rước đi về đưa đi học. Rồi nhiều khi thầy dẫn này kia là mình biết hiểu chuyện. Còn tới bây giờ tôi bệnh vậy rồi về đi học sáng nãy thầy hơi mưa quá nhắn tin thầy ở nhà nghỉ học buổi đi. Chừng nào hết mưa, chừng nào ngày mưa hết mưa đi học tiếp rồi thấy nó ở về. Bằng áp mưa đi học rồi cái chuyện thầy nhắn tin lại nói bữa nay thầy cho mấy em nghỉ học. Mưa là cho nghỉ hết không? Tại thầy thấy mưa rồi cái có đứa đi trễ không có đủ học sinh đó. Thầy cứ chạy cho ở nhà, thầy cứ mới về quay về nhà. Có con nhỏ con Câm thì nó ham học. Còn bây giờ là cho con đứa là cô khỏe cô chịu không? Cho thôi, nó nhắc tới mỗi lần cho nó thì đứa này kiếm trơn rồi cái đứa kia hỏi thăm rồi đứa này đứa kia mệt rồi. Cho đứa cho cô khỏe thôi, khỏe gì thì lỡ nuôi luôn đứa chứ sao giờ. Đặt thí dụ cho thằng này kia hỏi tên cho thằng La thì thằng gì? Kia hỏi
bé Hạnh là kiếm đúng không? Dạ. Mặc dù gặp nhau là cứ cãi lộn nhau nhưng mà nhau hỏi cãi lộn nó vợ cho. Bây giờ cô bây giờ cô lựa bạn nào mà không có bị la mà hiền nhất cô cho đây. Đứa nào cũng kiếm hết trơn. Ta cho cô 100 triệu. Được không? Sao vậy? Kệ nó lỡ nuôi tới lớn rồi, tới mới lớn hết trơn rồi, cho nó biết gì anh chị em hết trơn rồi, cho nó khổ lắm chứ. Cho nó ở nhà đậu sang mà. Thà là nhỏ nhỏ nó không chưa biết á thì mình được, còn vậy nè. Cho đứa này thì đứa kia nó hỏi thăm, cho đứa kia hỏi thằng này nó hỏi thăm, hỏi mình riết nó mình đứt cuộc của nó. Đúng rồi. Con nói chơi với cô vậy á, chứ thật ra là nấm ruột của mình nuôi nó đã mến tay mến chân rồi, cho làm sao đành. Cố gắng chị lên. Dạ. Thì nuôi thằng này mới 10 tháng rồi. Người ta hỏi xin hả? Xin ha. Xin. À, nuôi mới 10 tháng sao cô? Cái thằng này tôi nuôi tới hồi lúc nó có mới đó, mẹ nó bỏ mới 10 tháng à. Mà tôi nuôi được một rồi cái mẹ nó cũng cấp dưỡng này cho nợ cũng năm mấy 2 năm á. Mới mẹ nó thất lạc thì thôi rồi cái tới bây giờ nó mẹ nó cũng quay về được tháng rồi, gần tháng rồi. Quay về rồi hả? Về rồi. Về đâu rồi? Ở ghé là làm giúp việc nhà người ta, đặng nói nghe cất nhà này kia nọ đó. Ghé đó đi đặng làm có tiền gửi về cho. Rồi bây giờ ở đâu? Ở thành phố. Kiểu về nhanh đi. Hình như quận 5 cái gì đó, nó nói hôm qua, hôm kia nói kia không có được. Về đi con cho tiền về. Không biết chỗ. Kêu nói bắt xe miền ra bến xe miền Tây bắt về con cho tiền về. Nói chú hộ cho tiền về. Lỡ ở ráng ở được 2 tháng. Gán gì mà gán. Ráng. Giờ gán rồi cô lỡ nằm xuống gán được không? Nó nói kệ mẹ con ở được 2 tháng là con về, con ứng cũng như là có tiền á. Bao nhiêu tiền về đi. Về chăm tiếp mẹ mình chứ gán gì mà gán. Đang cần người ấy, cái lỡ làm rồi cho kệ nó ở không sao đi. 2 tháng nhiêu tiền? Cũng không biết, không có hỏi cái vụ nó lương nhiêu nữa. Kìa thấy nó nằm kìa, nó dựa vô chị nó lỗ mũi nó chảy nước kìa, lòng lòng sổ mũi kìa. Thương ghê không? Sáng ăn đứa gói xôi rồi cái hỏi ăn cái gì, bữa nay nói ăn xôi tới ngoài, sợ ăn xôi thì ăn đi. Vậy là hôm qua là con của cô có gọi điện về ha? Dạ, từ tối nó mới gọi về, nó hỏi giấc này con còn giặt đồ một thao, mà má nó hỏi ủa giặt đồ nó dạ. Nói bà chủ đó rồi, nó chúng ta lên lầu rồi, chắc này nè, chúng ta lên lầu hết trơn là con chặt đồ xong rồi con mới ăn cơm, con đi ngủ. Nói vậy mà đó được nhiêu tháng vậy con, có nói hình như chủ nhà đã trả tháng 6 triệu gì đó mẹ. Con ráng lòng mà được 2 tháng đi rồi con đem tiền cho mẹ thì con ở nhà luôn, con không có đi nữa. Nó ừ thì ở nhà thì ở thì mình lo mấy đứa nhỏ này, chứ con ở về nhà con ở luôn, con coi vòng vòng này. Ta có là muốn giúp việc gì đó thì con bằng ở đây nó gần rồi, cái tối con cả về nhà ngủ chăm sóc đứa nhỏ coi trong mẹ luôn ta. Kết thúc đoạn clip này cô cứ kết nối với lại con của cô gặp con tí xíu ha. Dạ, con máy tôi thì nó điện vô bên thằng cháu á, thằng cháu bên sau hè đó. Rồi thì con không có máy. Cháu của cô có máy đúng không? Có. Tí xíu nữa con xin. Cháu của cô có ở nhà không? Chưa nhà rồi hả? Rồi vậy chút xíu đi ha. Dạ. Bây giờ bắt cơm cho các bé ăn đi. Còn nấu ở đâu? Mới nấu quên bệnh á. Nấu ké đúng không? Nấu ké ta. Dạ. Nấu mua trứng vịt vậy nè nãy. Hôm qua buổi chiều mấy bà cháu ăn cơm với gì cô? Buổi chiều hả? Trứng. Té hôm chiều đâu có ăn trứng. Hả? Hồi chiều hôm qua ông mới ăn gì cũng quên đó rồi. Mì tôm hả? Phải rồi, ăn chiều ăn mì tôm. Chiều mì sáng trứng. Rồi sáng nay ăn trứng, chiều nay ăn mì nữa. Chiều mì tôm nữa, tại vì nó cũng thích mì, mấy thằng này cũng thích mì tôm. Chứ đó giờ có biết thịt heo, thịt bò gì đâu mà không thích mì. Phải nó biết được thịt heo, thịt bò thì nó thích thịt heo hơn thích mì rồi. Ăn có lượng nó cũng ăn được. 5-6 bữa mới. Hôm trước con gặp cô mà có một cái thau dưa leo mà tụi nhỏ nó sôi gần hết luôn mà. Nó ăn vậy nó cũng ăn cũng thấy ngon miệng nó chứ. Tại vì thiếu thốn mà cô. Ai thì không biết món ăn ngon, tuy nhiên hồi đó giờ chưa trải nghiệm qua thì đâu có biết được cái bữa ăn ngon là nó như thế nào. Thì cứ ăn mì hoài, 2-3 bữa lại chuyển sang rau. Tụi nhỏ này ăn rau nó cũng khó ăn lắm. Nên thành nữ đối với tụi nhỏ thì mì thì nó có thích. Có lóc thì, có lóc nuôi thì chú muốn ăn cái đó ăn hết á.
nước là nó ăn hết con. Mình heo thì đem nấu canh này cái nó không ăn. Cứ tối là vô nằm sắp ở trên giường. Hôm qua mấy giờ ngủ gia đình mình á? Mấy đứa này tối thì nó nào nó không có tivi cái gì, tối bắt đầu 6 giờ mấy chúng tôi ngủ hết mờ rồi. Dạ. Yeah. Đâu các bạn nằm sao đâu? Ồ nằm đó vậy đó hả? Vậy đó. Vậy là cứ thẳng giò ra là nằm đúng không? Đâu nằm lại coi. Nằm lại coi chú chia sẻ cho cô bác anh chị thấy rồi. Nó chặt chội rồi, bạn nào là qua cự với bạn nào nữa, nằm thẳng giò coi. Rồi bà ngoại nằm ở đâu đâu? Nó nằm đi nó chỗ nhỏ ngồi đây. Rồi cái thằng này thì nằm đấy đây, còn nhỏ này lớn thì nằm chỗ kia. Để hai đứa nhỏ này ngồi gần gắt nhau. Nói mấy bạn nằm lại coi. Đất ơi thiệu. Tối nằm ngủ như thế nào? À. Có bạn nào còn tè trong quần không? Dạ không. Thiệt không? Là đất ca, đất ca ý các con cửa nó dễ không? Con ngủ gần nhỏ này nó không chịu ngủ ta đó. Ủa sao có cái mền vậy? Không, có cái nữa. Được hai cái đúng không? Vậy là sáu bà cháu chỉ được hai cái mền thôi hả? Yeah. Vậy là hai cái giường, hai cái mền, được mấy cái gói? Ba bốn cái vậy đó. Con đứa nhỏ này nó có gối đâu, nó không có gối. Nhưng mà cô chính dạy mấy bạn lại giùm con vậy nè. À, nói với mấy bạn á là khi trước khi lên giường ngủ mang dép vô rửa chân mới lên không, lên ông trọng. Này á lì ông không chịu mang dép nè. À phải mang dép mới được. Thứ hai á là gặp người lớn là không có giỡn, phải dạ thưa đàng hoàng. Không mấy là mấy chú giận luôn á. Nghe chưa? Nghe không? Nghe không siêu quậy? Ủa lộn siêu hạnh chứ lộn. Ở siêu quậy bên kia hả? Còn bên đây là siêu la đúng không? Còn bên kia là siêu nhiều chuyện. Đúng không? Còn bạn ở giữa đó là siêu mít ướt. Là siêu khóc á. Đúng không? Còn bạn này là siêu đô con nè. Lớn nhất ở trong mấy chị em luôn. Đó cái điện thoại mà sao đập vậy? Điện thoại 5 ngàn á. À con làm cho chú bất ngờ này đến bất ngờ khác không? Điện thoại 5 ngàn ừ. Nó dập tiền chứ. À chú thì rất quý cái điện thoại mà con chơi con đập điện thoại với chú giật mình. Lúc trước đây có một cái cuộc thi ở nước ngoài là chọi điện thoại á. Thôi đó, tôi nhỏ thật ra cũng thương là gì nè, không có miếng đồ chơi nào hết á, mua cái nào chơi được thì chơi, tận dụng những cái có sẵn ở tại chỗ á thì chơi được thì chơi, chứ bây giờ mua đồ chơi đó 5.000 tưởng nó là đập thiệt nên thành nữ là bùi hồn. Còn có nhắc nhở nhưng mà phải đồ chơi bùi hồn bị dạt rồi. Thôi cô vô nó ăn cho các bé đi, cũng gần 11 giờ rồi. Dạ. Giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Gắng mưa gió vài đêm nữa thôi, vài bữa mình vô nhà mới rồi. Dạ, dạ sao muốn khóc nữa rồi? Có thì chú hỏi vụ mà con cáo có ăn đầy đủ để tội, thế tội nó thôi chứ. Thì đó. Đến sau thấy con cháu người ta có mẹ, còn mình không, thấy đứa cháu nó không có mẹ, tội nghiệp nó đó. Thì cái bữa ăn thì có bữa có bữa không rồi. Thôi cô đừng khóc nữa, khóc hồi bệnh nó nặng hơn á, đừng có bao giờ khóc để mà suy sụp tinh thần. Dạ. Cố lên cô. Dạ em cố lên. Dạ con mừng cái nách cái. Dạ. Và đây là cái công trình vào thời điểm hiện tại nè cô bác quý anh chị. Ngày hôm qua thì các anh thợ cũng đã đào xong cái phần móng này để các anh sẽ đổ bê tông á, đổ những cái bê tông lên làm những cái đà ở dưới này. Và cái phòng khách từ ở chỗ này nè cô bác anh chị đến cái khu vực này thì cũng đổ luôn một cái đà dựng, rồi đổ đà gác ngang á, đổ bê tông á, cho cái phần móng này cho nó chắc chắn á. Ngôi nhà này thì tổng cộng là 10 bề dài 12 m, bề ngang 4.5 m. Đó có nhà vệ sinh thì ngôi nhà này sẽ kéo thẳng ra ngoài sau luôn á cô bác anh chị. Nên thành thử là sau này các bé nó đi vệ sinh á, nó sẽ được thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Đó, sáng nay thì mưa cũng khá là to và nặng hạt từ tối hôm qua cho đến thời điểm bây giờ. Nên là nữ sáng hôm nay công trình cũng phải tạm ngừng để mà chiều nay nếu như mà nước rút là các anh thợ cũng mới có thể làm được. Và vật tư thì cũng đã vận chuyển vô xong hết rồi. Ở phần trước thì có cát nè, rồi đá nè, rồi gạch đã vận chuyển vô hết rồi. Còn ở tại chỗ này các anh phải tráng một cái phần lớp hồ để làm một cái nơi trộn bê tông cho nó xi măng nó không bị rút xuống dưới cô bác anh chị.
Nhưng mà theo lịch thì sáng ngày hôm nay thì sẽ làm luôn cái phần móng này. Tuy nhiên á, thì mưa thì không có thể nào mà làm được, nên là nữ là phải tạm đình chỉ vào buổi sáng, không biết chiều nay như thế nào. Ngày hôm nay thì bầu trời cũng khá là âm u luôn nè, nó không có một tí ánh nắng nào của mặt trời hết á. Nên là nữ là các anh thợ thì muốn cho nó gấp rút, cho nó nhanh để cho các bà cụ cô ở. Tuy nhiên thì thời tiết mưa gió mình không có biết được, nên bây giờ cũng tạm thời là ngày hôm nay cũng như là các anh nghỉ buổi sáng rồi, lỗ hết một ngày công mà đó. Nên là nữ là hôm qua cũng đào hết xong mấy cái này nè. Đất ở đây thì địa chất ở đây thì nó cũng khá là dễ đào, cát với lại đất nó pha lộn vô cũng dễ đào hơn là ngay tại nhà của cô Út ở đằng kia đó. Cũng còn công trình bây giờ nó cũng tạm đình chỉ, định buồn buồn cũng chia sẻ cho cô bác anh chị những cái thước phim như thế này để hiểu thêm về cuộc sống của cô Út ở thời điểm cô chính ở thời điểm hiện tại. Ở đây có một cái bầy gà con, nhìn tôi mấy con gà con nó nằm ở ngoài, nhìn nó kêu mẹ nó vô trong không được, nhìn thấy cũng thương thương ha. Thôi bây giờ chắc có lẽ là video clip của Bùi Hồ đến đây xin chân thành kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hậu tâm đã đồng hành cùng với lại Bùi Hồ để cho Bùi Hồ có thể thực hiện kết nối để mà thực hiện các những cái căn nhà mơ ước như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.